Xin chào các bạn, hôm nay VNNi xin hướng dẫn các bạn cách lắp máy in hóa đơn Tagua PRP085US. Máy in này thì có tốc độ in là 200 mm trên giây, sử dụng khổ giấy là 80 mm. Đây là cái vỏ hộp, thì đầu tiên là các bạn sẽ mở cái vỏ hộp của máy in ra. Bên trong thì có thân máy in, đây là thân máy in. Có một cuộn giấy đi kèm, một dây cáp kết nối từ máy in đến máy tính. Một adapter, nguồn dây nguồn. Và có đĩa driver đi kèm. Để lắp giấy thì các bạn sẽ bóc cái vỏ bọc của bên ngoài của cuộn giấy. Máy in này thì sẽ dùng khổ giấy 8 cm. Cái giấy mọc ở bên bề mặt trên của máy in này thì các bạn có thể bóc ra. Còn nếu không thì cứ để vậy để cho đỡ bị bụi. Các bạn bật nắp, ở đây có một cái nút, các bạn ấn vào đó, sau đó bật nắp. Đó, sau đó lắp giấy thì các bạn ngửa cuộn giấy lên để chừa một đầu ít trắng ở bên trên. Đó, sau đó được thế đậy nắp vào. Bây giờ cái bọc dây cáp USB thì các bạn bóc ra. Một đầu trắng thì các bạn lắp vào đằng sau của máy in. Còn một đầu chân biệt thì các bạn cắm vào cổng của máy in. Ở đây các bạn nhìn đằng sau của máy in này thì sẽ có cái cổng trắng này, thì các bạn cắm dây cáp kết nối. Cái cổng ở giữa này là cổng dành cho kết nối đến ngăn kéo đựng tiền. Còn cái cổng bên ngoài cùng, cổng tròn có 3 chân này thì là để cắm adapter. Đây là vỏ hộp của adapter. Đó, thì một đầu có 3 chân này thì các bạn cắm vào đằng sau của máy in. Còn đầu còn lại là các bạn cắm vào cái cắm kết nối với lại cái dây nguồn điện. Ở đây có cái mũi tên đi xuống thì các bạn cắm theo đúng chiều. Đó. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái đầu này thì các bạn cắm vào ổ cắm để lấy nguồn điện. Còn đầu này thì các bạn sẽ cắm kết nối đến máy tính. Còn cách cài đặt driver thì VNNi cũng đã có video hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt rồi. Như vậy các bạn sẽ thấy là máy in Tagua PRP085US này thì nhìn rất là thời trang, nhỏ gọn. In với tốc độ là 200 mm trên giây. Cách lắp vô cùng đơn giản. Hết giấy thì đèn sẽ báo đỏ ở cái nút paper và có kêu tít tít. Thì các bạn chỉ cần lấy tay nhấn vào cái nút dài này. Nó kẽ đẩy xuống để cho cái nắp máy in bật lên. Các bạn giữ tay ở bên trên. Sau đó thì các bạn lắp giấy như này. Đó. Trong trường hợp các bạn mà lắp úp giấy xuống thì in ra sẽ không có chữ, như vậy là sẽ biết là lắp ngược giấy, thì các bạn cần lắp lại đúng giấy. Cái giấy bọc ở bên trên này thì các bạn có thể bỏ ra, còn nếu không thì cứ để nguyên. Đó, các bạn sẽ nhìn kỹ, đây là hình dáng của máy in Tagua PRP085US. Bốn góc cạnh thì nó sẽ được thiết kế như này chứ không vuông như những cái máy in trước nữa. Nhìn sẽ nhỏ gọn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.